Xin chào các bạn, tôi là Phạm Văn Đức, còn có biệt hiệu là Đức ACT. Rất vui là được gặp các bạn. Thì qua các cái video chia sẻ, các quá trình mà chúng tôi đi khảo sát thiết kế ở các tỉnh và những cái video chia sẻ về quá trình mà chúng tôi đi hỗ trợ thi công những cái gia chủ mà chúng tôi đã thiết kế, thì qua những cái video đó thì chúng tôi cũng mong muốn rằng để các bạn hiểu rõ một cách chân thực nhất, thực tế nhất về những gì mà kiến trúc BNI đang làm và đang phục vụ những cái khách hàng mà chúng tôi thiết kế. Để qua đó, biết đâu nếu như các bạn mà đang muốn kiến trúc BNI thiết kế cho các bạn một cái mẫu nhà đẹp thì các bạn cũng sẽ nhận được những cái dịch vụ, những cái sự hỗ trợ một cách tận tâm và nhiệt tình tương tự như những cái gia chủ mà chúng tôi đang phục vụ. Thì quay trở lại cái video ngày hôm nay, thì tôi xin chia sẻ và giới thiệu với các bạn một cái mẫu nhà vườn mái Nhật theo phong cách hiện đại được kiến trúc BNI thiết kế cho cô Hằng tại La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên. Thì nếu như mà các bạn theo dõi kiến trúc BNI thì chắc chắn là các bạn cũng đã xem, đã biết đến cái video mà chúng tôi đi khảo sát. Thì tôi sẽ show lại cho các bạn xem cái quá trình mà chúng tôi đi khảo sát cho nhà cô Hằng một chút Xin chào các để bạn, các tôi bạn có là một cái Phạm Văn cảm Đức, thực còn tế có nhất. biệt hiệu là Đức ACT. Thì hôm nay anh em trong công ty cổ phần kiến trúc BNI đang có chuyến khảo sát một cái ngôi nhà vườn mái Nhật được thiết kế cho cô Hằng tại La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên. Chúng ta ở trên đây thì cũng đường rất là đường đồi núi, cũng khá là khó Ở đi. đây là quá trình đi khảo sát. Đó, thì hiện tại thì chúng tôi đang áp dụng những cái công nghệ mới nhất trong cái quá trình mà chúng tôi đi khảo sát, đó là dùng flycam bay ở trên cao để mà chụp lại toàn bộ cái hiện trạng của khuôn đất, để mà chúng tôi khi thiết kế thì chúng tôi đặt trực tiếp cái phương án thiết kế vào trong cái khuôn đất một cách thực tế trực quan nhất, và biết được là cái vị trí cấp điện, cấp nước, thoát nước ở đâu theo đúng cái thực tế để nó hài hòa và hợp lý nhất ngay từ khi thiết kế. Đó, thì các bạn có thể thấy đây là cái khuôn đất của nhà cô Hằng rất là rộng. Đấy, và đây là cô chú đấy đang đứng xem cái hiện trạng của chúng tôi bay flycam trên cao. Đó. Đấy, thì đấy là một chút về cái quá trình mà chúng tôi đi khảo sát để cho các bạn có một cái cảm nhận nó trực quan, nó thực tế nhất, và cũng để một phần nào đó hiểu được cái quá trình mà chúng tôi đang làm việc như thế nào. Và nếu như các bạn mà nhờ kiến trúc bên đấy thiết kế thì các bạn cũng sẽ nhận được những cái sự chuyên nghiệp, cái sự tận tâm và cái sự nhiệt tình tương tự như các cái gia chủ mà chúng tôi đã thiết kế và đang phục vụ. Thì sau đây xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng cái phối cảnh 3D mà cô Hằng và gia đình đã chốt với công ty kiến trúc BNI, cũng như là cô và gia đình đã rất là ưng ý và hài lòng về cái phối cảnh 3D này. Thì xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.
vừa rồi các bạn vừa chiêm ngưỡng cái phối cảnh 3D mà kiến trúc BNI đã thiết kế cho cô Hằng. Thì các bạn có một cái cảm nhận như thế nào về cái ngôi nhà mà chúng tôi thiết kế? Nó rất là đẹp, rất là hài hòa, cũng như là gì ạ? Rất là bắt mắt, và hoàn toàn có thể là các bạn tham khảo để mà có một cái ý tưởng thêm cho ngôi nhà của các bạn nhé. Thì sau đây thì tôi sẽ xin chia sẻ cho các bạn chi tiết hơn cái công năng ở bên trong. Thì ngôi nhà của nhà cô Hằng thì cái chiều ngang là 16m3, theo mặt tiền là 16m3, chiều sâu là 13m5, 13m5, và diện tích của cái phần sử dụng của ngôi nhà phủ bì ấy, là 192,8, tức là vào 193m2. Công năng thì bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp cộng ăn, 4 phòng ngủ, một phòng thờ và khu vệ sinh chung. Đó, thì đấy là toàn bộ công năng. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào khám phá cái phần diện tích nhé. Thì phòng khách diện tích là 44m2. Đấy, thì đây là một không gian phòng khách cực kỳ là rộng rãi và thông thoáng. Đó. Phòng bếp cộng ăn diện tích là 30m2. 30m2. Đấy, toàn bộ phần đây. Và tiếp đến là phòng vệ sinh là 5m2. Đấy, 5m2, và có khung khu giặt ở đây. Đấy. Chúng ta sẽ cùng đi đến phòng ngủ. Thì phòng master diện tích là 20,3m2. Đấy. Vệ sinh của cái phòng master là 3,05m2. Phòng thờ là 13,5m2. Tiếp đến là phòng ngủ 2. Đấy, phòng ngủ 2 thì diện tích là 16,63m2, và cũng có vệ sinh khép kín ở trong là 3,05m2. Và đến cái phòng ngủ 3 ở trên đầu này là 16,54m2. Đó là toàn bộ các cái diện tích. Thì ở phòng thờ đây thì chúng tôi sẽ nâng cái cốt lên là cốt dương 15 này. Đấy, để nó cao hơn cái cốt của cái nền nhà này, thì để cho cái phòng thờ nó rất là trang trọng ở trên. Đó, thì hiện nay công ty kiến trúc BNI thì cứ áp dụng là cứ 2D sẽ có 3D kèm theo. Thì sau đây tôi sẽ xin chia sẻ cho các bạn cái mặt cắt 3D của cái phần công năng này để cho các bạn dễ hình dung. Thì cái khuôn đất của nhà cô Hằng thì nó rất là rộng, ở phía sau nó còn rất là nhiều nữa. Đấy, thì chúng ta bước lên 5 bậc thì đây là vào cái không gian của cái phần sảnh chính. Thì ở cái phần phía sảnh chính này thì chúng tôi thiết kế cho cô là ốp đá ở cái phía này, cũng như là toàn bộ những cái chân của cái cốt nền nhà này với bồn hoa là đều là lắt là ốp đá hết, cũng như là chân cột này thì ốp đá đen. Và ở cái phía cột này thì chúng tôi sẽ tô điểm bởi những cái đường nét là những cái chỉ vuông, những chỉ vuông ở đây. Và ở phía trong ấy, thì chúng tôi sẽ sơn một cái màu để cho nó làm nổi bật lên ở cái phía cột này. Rồi đi vào phía bên trong. Đấy, đi vào phía bên trong thì đây là toàn bộ cái không gian của cái phòng khách. Đấy, của phòng khách. Đấy, diện tích nhà cô Hằng cái phần phòng khách này rất là rộng. Thì ở phòng khách này thì chúng tôi có bố trí là ở đây là chúng tôi đang đặt cái phần là ở đây, ví dụ đây là tủ rượu này. Đó, và bên trong đây là không gian của phòng thờ. Thì ở phòng thờ như tôi vừa nói là chúng tôi sẽ nâng cái cốt này lên của phòng thờ lên để cho cái phía phòng thờ nó trở nên nó trang trọng và nó tôn cái phòng thờ lên. Ở phía bên trái này, ở phía đằng sau ấy, ngăn giữa phòng khách và phòng bếp thì là một cái hệ vách kính. Và ở đây là chúng tôi đang thiết kế trang trí cho cô là các cái vách ngăn, và có cái decor ở đây, và có cái cửa để mà ngăn khi mà nấu ăn các thứ thì có thể là đóng lại để cho nó không bị ảnh hưởng lên cái phòng khách. Và bình thường thì sẽ mở ra như này thì đi lại rất là bình thường, rất là mạch lạc với nhau. Đó, thì ở phía bên tay phải đây là một cái không gian phòng ngủ. Đấy, không gian phòng ngủ thì ở phía trước là sẽ có cửa sổ và có cái không gian cây xanh ở phía trước này. Đấy, thì nó rất là đẹp ở phía trước. Đó, tiếp đến cái phòng ngủ 2 thì đây là không gian tiếp đến là một cái phòng ngủ 2. Thì đây là cái phòng mà cũng có cửa sổ phía bên. Thì ở phía bên hông này nhà cô là để cách là 3m. Đấy, sau này cô có thể làm thêm những cái phần trang trí sân vườn ở bên này. Thì tất cả các phòng ngủ đều có những cái góc view rất là đẹp. Và cái phòng ngủ này thì có vệ sinh khép kín ở đây. Tiếp đến bên trong này là cái phòng ngủ master. Thì phòng ngủ master thì cũng rất là rộng rãi và cũng có vệ sinh khép kín ở đây. Và các cái không gian cửa sổ thì rất là thông thoáng.
Đấy. Bên cạnh của cái phòng thờ là không gian phòng ngủ. Đây là phòng ngủ của con gái cô. Đấy. Thì chúng tôi cũng bố trí diện tích cũng khá là rộng rãi, cũng như là cửa sổ lấy sáng, và đằng sau này đấy, sẽ có những cái không gian bồn hoa. Đấy, chúng tôi sẽ thiết kế cái không gian cây xanh bồn hoa ở bên phía sau này để cho mọi các cái phòng đều có cái sự thông thoáng và có những cái góc view đẹp. Đấy. Về phía bên bên trái của ngôi nhà thì đây là toàn bộ cái không gian phần phần bếp. Đấy, thì cô Hằng cũng rất là ưu tiên cái không gian phòng bếp này, bởi vì là đặc biệt là phòng bếp đã vào phòng khách, bởi vì là nhà cô làm ngôi nhà là để hưởng thụ cái cuộc sống, tức là bình thường thì con cái của cô ấy thì đều là có công việc và sống sinh sống ở Hà Nội hết rồi. Đấy, tuy nhiên thì khi mà có những cái dịp lễ Tết hoặc là những cái dịp đoàn tụ gia đình thì mọi người đều 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 sẽ quây quần lại, thì cô cũng muốn là một cái không gian nó rộng rãi, nó thoải mái để cho gia đình hưởng thụ cuộc sống đó. Thì phía bên phòng bếp này thì đây là không gian bàn ăn này, và có một cái cửa để đi ra cái phía, có một cái sảnh phụ ở đây đó, phía sảnh phụ ở đây cũng rất là to rộng rãi, và có cái phần có cả mái ở phía trên nữa. Và toàn bộ xung quanh của cái kết nối giữa sảnh chính và sảnh phụ thì chúng tôi thiết kế một cái khu tiểu cảnh ở đây rất là rộng, rất là rộng mà rất là đẹp đó, và có tất cả các cửa sổ để nhìn ra cái góc view này, cũng như là ở bên trái đây thì chúng tôi cũng thiết kế cái không gian cây xanh ở đây đó. Và nhà cô Hằng thì sẽ có phần tủ bếp. Đấy, tủ bếp dạng chữ L như thế này và rất là rộng, cũng như là diện chúng tôi cũng đặt có cái phần đảo bếp này, cũng như là máy lọc nước, cái thứ đầy đủ ở phía này. Thì đây là cái phần mà chúng tôi minh họa cái phần nội thất ở bên trong thôi, chứ không phải là thiết kế nội thất các bạn nhé. Còn khi mà thiết kế nội thất ấy, nó là một cái gói thiết kế nội thất riêng, và tất cả những cái chi tiết ví dụ như là bàn ghế tủ giường, tất cả những cái đó nó phải đều phải có kích thước và cái mẫu mã theo cái thiết kế, chứ không phải là như thế này các bạn. Thì đây là tôi đang đặt minh họa nó như vậy thôi. Đấy, quan trọng là làm sao đó cái phần kiến trúc ấy thì nó phải là cái kiến trúc bên ngoài, và cái phần bố trí công năng sử dụng nó phải hợp lý và nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng các bạn nhé. Rồi, ở phía đằng sau này thì là một cái không gian vệ sinh chung. Đấy, không gian vệ sinh chung thì chúng tôi tách riêng cái phần phần ướt là cái phần tắm ở bên trong. Đấy, tắm bên trong để mà nó không ảnh hưởng đến bên ngoài. Và cái phần ngoài đây là phần khô, tức là dùng lavabo và bồn cầu. Đấy, thì là phía ngoài này. Và chúng tôi làm cái hành lang cũng rất là rộng để mà có thể là để cái máy giặt ở đây. Và ở phía sau nhà cô ấy thì đất nó còn rất là rộng ở phía đằng sau, thì chúng tôi cũng thiết kế một cái cửa phụ để đi ra phía đằng sau bên này. Đó. Thì nhà cô là dạng biệt thự một tầng, nhà vườn. Đấy, thì với cái không gian như thế này thì các cái phòng bố trí cũng như là các cái lối đi lại nó rất là thông thoáng, cũng như là sau này sân vườn tất cả những cái phần ví dụ như ở bên này cách 3 mét này thì sau này cô cũng sẽ trồng những cái cây rồi trang trí ở phía này, cũng như là sau này thì chúng tôi sẽ còn thiết kế thêm cho cô cái phần sân vườn nữa. Đấy, thì lúc đấy thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm cho cô. Đấy, thì vừa rồi là cái phần mà chúng tôi đã chia sẻ chi tiết cái công năng bên trong, kích thước, diện tích của nhà cô Hằng mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình cô. Đấy, thì hy vọng rằng qua cái video chia sẻ này thì các bạn cũng có thêm những cái thông tin hữu ích để các bạn tham khảo và trang bị cho ngôi nhà của các bạn, để biết đâu đó nếu như mà các bạn đang có một cái khuôn đất nó cũng khá là rộng rãi, và các bạn cũng đang có cái nhu cầu mong muốn tương tự như nhà cô Hằng đây, thì đây cũng là một cái ý tưởng để cho các bạn tham khảo. Và nếu như mà các bạn mong muốn rằng là kiến trúc BNI có thể giúp các bạn, đó là các bạn đang có một ý tưởng chẳng hạn mà các bạn chưa biết là thể hiện nó như thế nào, hoặc là các bạn mong muốn là phải có một cái phong cách, cái cá tính riêng của các bạn, thì chúng tôi kiến trúc BNI là những cái đơn vị thiết kế rất là chuyên nghiệp và đã có nhiều kinh nghiệm rồi, thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp các bạn được cái điều đó. Cũng như là ở đầu video tôi đã chia sẻ thì những cái phục vụ, cái sự tận tâm nhiệt tình của chúng tôi thì các bạn hoàn toàn sẽ được chúng tôi phục vụ tương tự như vậy. Và nếu như mà các bạn yêu thích kiến trúc BNI và muốn tham khảo nhiều hơn những cái mẫu nhà, hoặc là muốn theo dõi các hoạt động của chúng tôi, thì các bạn lên kênh YouTube
gõ là kiến trúc BNI, ấn vào tìm kiếm thì đây là cái logo của công ty. Thì các bạn nên ấn vào nút đăng ký vào chuông thông báo để mà khi chúng tôi đăng bất kỳ một cái video nào thì sẽ có thông báo để cho các bạn không bỏ lỡ một cái video nào các bạn nhé. Đấy, thì đây là các cái quá trình chúng tôi đi khảo sát này, đấy rồi đi hỗ trợ thi công này, đấy rồi các cái mẫu nhà thì nó đều là thực tế như thế để mong muốn rằng các bạn nó có một cái cảm nhận nó thực tế nhất về những cái gì mà chúng tôi đang làm. Đấy, và khi mà các bạn nhờ kiến trúc bên nơi thiết kế thì các bạn cũng sẽ nhận được tương tự những cái gì mà chúng tôi đang phục vụ cho những khách hàng mà các bạn đang nhìn thấy đây. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể vào kênh Facebook thì các bạn gõ là công ty cổ phần kiến trúc BNI ở mục tìm kiếm này, thì các bạn click vào thì các bạn sẽ nhìn thấy được công ty logo của công ty đây. Thì các bạn nên cũng ấn vào nút theo dõi và thích trang để mà khi mà chúng tôi đăng ấy, thì các bạn cũng 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 không sẽ có cái thông báo và hiển thị ở trên 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 trang của các bạn để các bạn xem. Đấy, thì tất cả những cái hoạt động này thì cũng đều là những cái gì mà thực tế mà chúng tôi đang làm mà chúng tôi chia sẻ lại để các bạn tham khảo, các bạn hình dung cho nó trực quan và dễ dàng nhất. Đó. Thì rất là cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chia sẻ tiếp theo nhé.